Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong một buổi thứ hai đầu tuần. Và đây là podcast DeFi Discussion, nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện với nhau về những vấn đề, những góc nhìn xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là mảng thị trường DeFi. Trong tuần vừa rồi và một vài tuần đổ lại đây thì câu chuyện của chúng ta nó thiên về cái yếu tố tài chính cũng như là yếu tố cạnh tranh với nhau về công cụ liên quan đến lãi suất của các dự án. Thì trong tuần này chúng ta sẽ quay trở lại với những câu chuyện nó sâu ở dưới hạ tầng hơn, nó liên quan nhiều hơn đến cái yếu tố kỹ thuật và liên quan đến những cái giải pháp mà các dự án đang đề xuất. Để xem là liệu trong tương lai chúng ta có cái điều gì đó đáng kỳ vọng với những cái giải pháp ở trong thị trường DeFi hiện tại hay không. Chắc là chúng ta sẽ đảo sơ một xíu về những cái bối cảnh của thị trường hiện tại trước khi chúng ta đi vào cái nội dung chính của tập podcast tuần này. Thì như anh em biết, trong 1-2 tháng đổ lại đây thì các cái giải pháp Layer 2 liên tục có những cái thông báo liên quan đến các cái bộ công cụ phát triển chain riêng cho các dự án bổ trợ. Thì chúng ta có thể kể đến điển hình nhất đó là OBStack, một cái giải pháp mà nó đã ra sản phẩm và có các cái bên dự án họ tham gia sử dụng rồi. Song song đó thì chúng ta có Arbitrum với cái bộ công cụ là Orbit. Đi sâu về cái khía cạnh của các cái giải pháp ZK thì chúng ta có SuperNet của Polygon, và mới đây thì họ đã công bố một cái phiên bản nâng cấp đó là CDK. Thì lát nữa chúng ta sẽ nói sâu hơn về cái bộ công cụ này. Và xa hơn nữa thì chúng ta thấy là ZKSync thì họ cũng có một cái ZK Stack của mình. Và Stacknet thì họ cũng đã có một cái bộ công cụ tên là AppChain. Thì đây là một cái xu hướng mà có thể rất nhiều Layer 2 sẽ tập trung vào trong thời gian tới. Tuy nhiên, câu chuyện của tập tuần này nó là một cái hệ quả phát sinh từ những cái xu hướng phát triển bộ công cụ của các giải pháp Layer 2. Thì như anh em biết là các cái giải pháp Layer 2 nó sẽ tách biệt ra một cái mạng lưới riêng, và từ đó nó sẽ khiến các cái nguồn thanh khoản nó bị phân mảnh. Và nếu như mà các dự án này họ hỗ trợ các bộ công cụ phát triển chain riêng và các cái chain họ phát triển độc lập hơn nữa thì có thể bài toán phân mảnh nó sẽ còn phức tạp hơn rất là nhiều trong tương lai. Do đó là chúng ta dễ dàng thấy được cái nhu cầu và một cái vấn đề liên quan đến thanh khoản khi mà người dùng sử dụng các cái cầu nối để đi qua lại giữa các cái chain. Thì đây là một cái vấn đề mà nó thực sự là ngày một rõ nét hơn khi mà các cái dự án họ công bố các cái bộ công cụ phát triển chain riêng như vậy. Song song đó thì cách đây khoảng 2 tháng chúng ta cũng đã bắt gặp một cái sự cố liên quan đến cầu nối multi-chain, và cái việc tập trung hóa cái quyền kiểm soát sản phẩm cũng như là những cái yếu tố kỹ thuật vào một hoặc hai cá nhân ở trong tổ chức thì nó đã phát sinh một vài cái bất cập. Cho nên là chủ đề của tập tuần này chúng ta sẽ tập trung nói về những cái giải pháp cross-chain, những cái cầu nối, để xem là cái bài toán thanh khoản trong thời gian tới nó sẽ được giải quyết như thế nào, và việc đi lại giữa các cái chain của người dùng nó có trở nên thuận tiện hay không ha. Rồi, đầu tiên chắc là chúng ta sẽ nói về cái bộ công cụ CDK, Chain Development Kit của Polygon. Thì như mình có đề cập hồi nãy, đây là một cái phiên bản nâng cấp cho cái bộ công cụ Supernet. Tại sao mà mình nói về cái bộ công cụ này khi mà nói về cái câu chuyện là bài toán cross-chain và bài toán thanh khoản? Thì nếu như mà chúng ta đọc cái tài liệu cũng như là những cái chi tiết liên quan đến kỹ thuật của cái bộ công cụ này thì chúng ta thấy là những cái chain hoặc là những cái dự án nào họ sử dụng cái bộ công cụ này thì sẽ có một cái lớp gọi là interop. Thì cái lớp này nó sẽ gần như là nó sẽ tổng hợp proof, tức là những cái bằng chứng xác thực của các cái chain sử dụng bộ công cụ này. Đồng thời là nó cũng đóng vai trò như là một cái lớp để tổng hợp thanh khoản. Tức là chúng ta hiểu nôm na là tất cả các cái chain nào sử dụng cái bộ công cụ của CDK này thì nó sẽ được hỗ trợ thanh khoản để tương tác dễ dàng hơn với nhau, từ đó nó giảm thiểu những cái vấn đề liên quan đến phân mảnh. Thì đây là một cái hướng đi mà Polygon họ đề xuất để phần nào giảm thiểu được cái câu chuyện là phân mảnh thanh khoản
khi mà nhiều cái dự án họ chọn phát triển một cái chain riêng hơn trong tương lai. Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy được là một cái ưu điểm của cách tiếp cận này đó là nó sẽ chỉ cô đọng trong cái hệ sinh thái của Polygon thôi. Và khi mà các cái dự án hoặc là khi mà người dùng có muốn phát triển ở trên những cái chain ví dụ như là Arbitrum hoặc là Optimism thì rất là khó để có thể tương thích và kết nối với các cái giải pháp chain ở trong CDK này một cách nó tối ưu nhất. Cái tối ưu của mình đề cập ở đây thì tất nhiên nó sẽ phải thỏa mãn ba cái điều kiện. Đầu tiên đó là cái yếu tố phi tập trung. Đây là một cái bài toán mà multi-chain đã mắc phải khi mà họ phụ thuộc vào một bên quản lý duy nhất thực hiện cái phương thức wrap và mint token. Thì đây là một cái cách tiếp cận mà nó phụ thuộc vào một cái nhóm nhất định khi mà họ đứng giữa để đưa ra những cái giải pháp là in ra những cái giấy chứng nhận để người dùng có thể chuyển tài sản qua lại giữa các chain. Thì đây là cái yếu tố đầu tiên, đó là cái decentralization, cái yếu tố phi tập trung. Cái thứ hai đó là cái tính đồng nhất của thanh khoản. Tức là như mình có đề cập hồi nãy đó là nếu như mà mỗi cái chain họ đứng ra họ mint một cái wrap version khác nhau và từ đó cái việc swap nó sẽ trở nên rất là khó khăn khi mà thanh khoản nó bị nằm ở dưới rất là nhiều định dạng khác nhau. Và cái yếu tố cuối cùng đó là cái scalability, tức là cái khả năng mở rộng ra nhiều các cái chain khác nhau. Thì với cái định nghĩa của sự tối ưu này, với cái bài toán của tam đề như thế này, thì mình nghĩ là cái cách tiếp cận interop của cái bộ công cụ CDK của Polygon nó sẽ chỉ nằm trong cái phạm vi của hệ sinh thái này thôi. Do đó là nếu mà các cái chain khác hoặc là người dùng có nhu cầu đi lại giữa các cái chain khác nhau thì nó sẽ rất là khó. Các cái chain ở đây thì mình có thể tạm hiểu là những cái layer 2, các hệ sinh thái layer 2 lớn phổ biến hiện tại và họ đứng ra phát triển những cái bộ công cụ ha. Chứ mình không đề cập quá chi tiết về những cái chain mà họ sử dụng bộ công cụ để họ build ra một cái mạng lưới riêng. Thì đây là những cái giải pháp mình có thể tạm coi nó nằm ở trên cái layer 3 luôn, thay vì là định nghĩa như là layer 2 mà chúng ta thường biết. Rồi thì đó là câu chuyện của Interop và Polygon. Thì đây là cái cách tiếp cận xử lý vấn đề bridging và thanh khoản của một cái giải pháp layer 2 thông qua cái bộ công cụ của họ. Họ tích hợp những cái hạ tầng bên trong cái bộ công cụ để giải quyết cái vấn đề đó. Còn hai cái tên tiếp theo mà mình muốn đề cập trong cái tập podcast này thì chắc là mình nghĩ là chắc là nhiều anh em sẽ để ý trong thời gian tới vì nó có liên quan đến một cái từ khóa đó là airdrop ha. Thì cái tên đầu tiên chắc chắn là sẽ nhiều anh em quan tâm, đó là cái Connex. Thì Connex mới đây họ cũng ra một cái token, nó tên là Next, và họ cũng có một cái kế hoạch là phát hành airdrop cho người dùng, tặng airdrop cho người dùng. Thì cái thời gian claim token nó sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 9. Với Connex thì mình để ý đến một cái từ khóa mà có thể anh em sẽ cần quan tâm khi mà đọc những cái thông tin về dự án này. Thì cái từ khóa này nó sẽ giúp anh em hiểu cái cấu trúc nó dễ dàng hơn và từ đó thuận tiện hơn trong việc là đọc những cái tài liệu về sau này. Thì cái chuẩn XERC20 mà bên Connex họ đang phát triển nó sẽ là một cái giải pháp tạm thời xử lý những cái vấn đề liên quan đến câu chuyện là đồng bộ cái chuẩn token. Thay vì là wrap token như ngày xưa thì cái chuẩn này nó sẽ theo cái cơ chế là burn and mint, tức là hủy sau đó mới mint token ra ở trên mà người dùng cần chuyển tiền sang. Cái XERC20 này thì nếu như mà anh em có muốn tìm hiểu thêm chi tiết cái từ khóa thì nó là một cái chuẩn, nó cũng tương ứng với một cái chuẩn là ERC7281. Thì là một cái thông tin thêm để anh em có thể tìm kiếm cái từ khóa nó dễ dàng hơn. Vậy thì cái 7281 này về cơ bản nó cũng sẽ có thừa hưởng rất là nhiều những cái đặc tính của ERC20 như chúng ta thường sử dụng các cái token hiện tại. Tuy nhiên thay vì là triển khai theo cái cơ chế wrap, đóng gói token sau đó mint lại ở cái trên mục tiêu, trên đích, thì cái cách tiếp cận của Connex đó là họ sẽ chủ động đóng gói token ngay trước khi cái giai đoạn bridging luôn. Tức là họ sẽ chủ động convert các cái token chuẩn ERC20 sang chuẩn XERC20, hay còn được biết đến là cái chuẩn 7281,
thì khi mà họ đóng gói lại thông qua cái lockbox ha, họ có một cái cơ chế là lockbox, thì khi mà đóng gói lại thì các cái token nó sẽ được chuẩn hóa theo 7281 và từ đó nó sẽ được bơm vào nhiều cầu nối khác nhau, thì từ đó cái việc là nhiều cầu nối sử dụng chung một cái chuẩn thì nó sẽ giảm thiểu cái vấn đề liên quan đến câu chuyện là RAF và min như ngày xưa. Như ngày xưa thì rất là nhiều các cái dự án, mỗi dự án sẽ có một cái phiên bản RAF version riêng, và khi mà họ đóng gói và họ min ra ở cái trên mục tiêu, trên đích, thì cái chức năng nó sẽ không còn được bảo tồn, tức là nó sẽ không thể vote này chẳng hạn, hoặc là nó sẽ không thể tham gia staking các thứ, thì cái XERC20 này nó sẽ xử lý cái vấn đề đó. Và cái chuẩn này nó sẽ được ứng dụng luôn ở trong cái đợt claim airdrop sắp tới, tức là anh em hình dung là khi mà claim airdrop ở tất cả các cái chain khác nhau, ví dụ là Optimism hoặc là Arbitrum hoặc là Polygon, thì cái token mọi người claim ra nó sẽ có vai trò y như nhau, tức là nó sẽ có cái vai trò quản trị như nhau và có thể tham gia staking sau này. Và nó giải quyết được một cái vấn đề, đó là claim airdrop ở trên những cái layer 2 thì nó sẽ đỡ tốn tiền phí hơn cho người dùng ha. Thì đó là cái câu chuyện của Connex với cái chuẩn là XERC20. Cái tên tiếp theo cũng liên quan đến airdrop như mình có đề cập hồi nãy, nhưng mà cái này nó dự án họ chưa chính thức công bố và rất là nhiều đồn đoán thôi. Thì cái dự án này nó có tên là Layer Zero ha. Thì với Layer Zero chúng ta được giới thiệu với một cái khái niệm mới, nó là Omnichain Fungible Token. Về cơ bản thì cái giải pháp này nó cũng hướng đến một cái chuẩn chung để giúp cho token khi mà đi qua lại giữa các chain thì nó vẫn giữ được cái đặc tính là những cái utility, tức là những cái ứng dụng riêng của cái token đó khi mà nó đi qua đi lại giữa các cái chain khác nhau. Với cái Omnichain Fungible Token này thì Layer Zero còn kết hợp với một cái mạng lưới gồm nhiều các cái validator khác nhau. Họ sẽ đóng vai trò là những cái bên đứng giữa cầu nối và quan sát cái việc truyền qua truyền lại dữ liệu, rồi từ đó mới thực hiện cái việc là burn và min token, thay vì là chúng ta phụ thuộc vào một cái đơn vị duy nhất như ngày xưa khi mà ở cái cấu trúc là RAF and min. Thì với Layer Zero nó là một cái mạng lưới mới gồm các cái validator khác nhau, thì họ sẽ tham gia là xác thực và đối chiếu lẫn nhau trong cái quá trình là theo dõi cái việc dữ liệu truyền qua lại giữa các chain. Với Layer Zero thì hiện tại có khá là nhiều dự án họ đã sử dụng cái chuẩn token OFT của họ. Chúng ta có thể kể đến như là Trader Joe ha, hoặc Radiant, hoặc là PancakeSwap. Và cái dự án đầu tiên mà ứng dụng cái này có thể coi là một cái dự án nhà làm của Layer Zero, đó là cái Stargate, thì họ cũng ứng dụng cái chuẩn OFT này. Thì anh em có thể sử dụng cái các cái sản phẩm, có thể trực tiếp sử dụng những cái sản phẩm này để hiểu xem là cái việc truyền qua lại giữa các cái chain này nó có gì khác biệt hay không. Có thể nhiều anh em sẽ cũng muốn là thử nghiệm, song song với cái việc thử nghiệm này thì cũng sẽ có một cái cơ hội nào đó để dành cho mình những cái suất airdrop chẳng hạn. Nhưng mà cái này thì dự án hiện tại vẫn chưa chính thức công bố. Một giải pháp nữa cũng rất là đáng chú ý, đó là cái CCTP của Circle. Thì cái giải pháp này thì mình đã đề cập ở trong một tập podcast có tên là Cập nhật nhỏ kỳ vọng lớn, thì anh em có thể nghe lại cái tập này để biết được chi tiết cách hoạt động của cái giải pháp này. Thì với cái giải pháp này thì mình chỉ có một cái cập nhật thêm nhỏ nhỏ, đó là cái giải pháp CCTP của Circle thì hiện tại họ đang có mặt ở trên Arbitrum và sẽ có mặt ở trên 6 blockchain khác. Và đáng chú ý nhất trong cái danh sách này thì có Base. Thì đây sẽ là một cái giải pháp mà cho phép người dùng có thể sử dụng cái USDC, nó gọi là native, tức là nó gọi là nguyên bản do Circle phát hành, và có thể sử dụng cái phiên bản này để rút trực tiếp ra USD luôn thông qua cái cơ chế hỗ trợ của Circle ha. Tuy nhiên là giống với cái Polygon thì có thể hiểu đây là một cái giải pháp nó phần nào nó nội bộ ở trong cái hệ sinh thái sản phẩm của Circle thôi. Và đây là một cái đặc thù của một cái bên mà phát hành stablecoin centralized, một bên phát hành stablecoin tập trung như Circle. Tuy nhiên nó cũng là một cái giải pháp hết sức là đáng chú ý. Một cái chi tiết nữa cũng liên quan đến CCTP, đó là họ sẽ thực hiện cái việc là chuyển đổi thanh khoản ở trên Arbitrum và Base.
thì có một vài lưu ý nhỏ nhỏ, đó là có thể sẽ xảy ra một vài cái vấn đề liên quan đến thanh khoản, hoặc là nếu như mà trong tương lai dự án họ có một cái hỗ trợ liên quan đến thanh khoản để tỷ giá nó ổn định trong cái quá trình chuyển đổi hoàn toàn 100% sang cái phiên bản token mới, thì có thể anh em sẽ cần phải theo dõi những cái thông báo này để tránh những cái thiệt hại. Có thể nó sẽ vẫn nhỏ nhỏ thôi, nhưng chúng ta cần lưu ý một xíu để tránh những cái rủi ro không đáng có từ cái stablecoin ha. Chúng ta đã điểm qua rất là nhiều những cái giải pháp, từ của các cái giải pháp stablecoin như CCTP, hay là các cái giải pháp bộ công cụ như là CDK của Polygon, hoặc là kể cả những cái giải pháp thuần là cầu nối như là Layer Zero hay là Connect. Thì việc phát sinh nhiều cái giải pháp đa dạng khác nhau thì mình nghĩ nó sẽ phần nào rất là rối, và anh em có thể bị gọi là phân tâm. Tuy nhiên là cá nhân mình sẽ đặt ra một vài cái tổng hợp thông qua những cái câu hỏi, và có thể là thông qua những cái câu hỏi này thì anh em sẽ có những cái gạch đầu dòng để có thể tìm hiểu thêm, cũng như là tổng hợp lại những cái thông tin liên quan đến các cái cầu nối này ha. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà cá nhân mình đặt ra cho bản thân mình sau khi tìm hiểu những cái thông tin này thôi, đó là chúng ta biết là cái ví dụ như các cầu nối như là Layer Zero thì họ có phát hành ra một cái chuẩn là Omnichain Fungible Token, một cái chuẩn riêng của họ. Còn Connect thì họ sẽ phát hành ra một cái chuẩn chung là XERC20 như mình có đề cập hồi nãy. Và trong tương lai, nếu như mà càng nhiều các cái dự án họ tham gia phát triển và họ tạo ra một cái chuẩn như thế này, thì về giai đoạn ban đầu chúng ta có thể thấy là các cái chuẩn này nó sẽ giải quyết được vấn đề wrap version ngày xưa. Tuy nhiên khi mà quá nhiều cầu nối họ phát triển những cái phiên bản, những cái chuẩn token riêng của mình như vậy, thì nó sẽ dẫn đến một cái hiện tượng mà chúng ta có thể sẽ quay về lại cái điểm xuất phát ban đầu, đó là quá nhiều cái chuẩn token nó hỗ trợ ở trên nhiều cái cầu nối khác nhau. Thay vì là wrap version thì bây giờ nó là một cái, có thể gọi nó là một cái chuẩn token tổng hợp chẳng hạn, thì nó đâu đó giải quyết được cái vấn đề phi tập trung, tức là không phải phụ thuộc vào một bên wrap token và min token. Nhưng mà cái câu chuyện về mặt gọi là một cái chuẩn chung thì có thể nó sẽ vẫn còn nan giải trong thời gian tới. Thì đây là cái gạch đầu dòng, và cũng như là một cái câu hỏi mà mình đặt ra cho cá nhân mình thôi, tức là trong tương lai thì các dự án sẽ đối mặt với cái vấn đề nó như thế nào, thì chúng ta có thể theo dõi cái câu chuyện đó trong thời gian tới. Rồi, một cái tóm tắt tiếp theo, hoặc cũng là một cái câu hỏi mà mình tự đặt ra, đó là cái tính phi tập trung thì nó sẽ được giải quyết trong thời gian tới như thế nào. Rõ ràng chúng ta không muốn một cái sự kiện nó liên quan đến phi tập trung mà nó xảy đến với các cái dự án DeFi giống như là Multichain đã từng trong cái giai đoạn tháng 6 vừa rồi. Thì chúng ta thấy là với Connect chẳng hạn, thì họ sẽ có một cái cấu trúc để wrap trước khi bridge token sang, có tên là lockbox. Thì cái lockbox này nó sẽ được quản lý như thế nào thì hiện tại chúng ta vẫn chưa có quá nhiều thông tin về nó. Với Layer Zero thì họ sẽ có một cái mạng lưới validator riêng. Tuy nhiên là tất nhiên là ở trong những cái giai đoạn đầu thì các cái validator này thì nó sẽ không thể có số lượng lớn, và cái yếu tố phi tập trung thì nó sẽ không quá là đáp ứng được những cái tiêu chuẩn, mặc dù nó vẫn tốt hơn rất nhiều so với cái giải pháp wrap và min ngày xưa. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ cần phải đặt những cái câu hỏi liên quan đến số lượng người quan sát cái việc truyền dữ liệu giữa các chain. Và cái dấu hỏi cuối cùng mà mình nghĩ là cũng là một cái gạch đầu dòng để tổng hợp lại những cái thông tin liên quan đến cái giải pháp cầu nối, là cái trải nghiệm của người dùng. Vậy thì người dùng họ có thực sự cần quá nhiều những cái cầu nối như vậy hay không? Và các cái bên tổng hợp, các cái bên aggregator thì họ sẽ đưa ra cái giải pháp như thế nào để mang lại cho người dùng một cái trải nghiệm nó mượt mà nhất, thay vì là chúng ta phải đối mặt với quá nhiều những cái thông tin, những cái khái niệm mới, những cái cơ chế, những cái chuẩn token mới như mình đề cập vừa rồi. Thì những cái bên aggregator, hiểu nôm na là những cái bên tổng hợp lại thanh khoản từ nhiều cái cầu nối khác nhau, thì họ sẽ xử lý cái câu chuyện này như thế nào để mang lại cho người dùng một cái trải nghiệm và nó gọi là đơn giản nhất, để cái DeFi này nó có thể tiếp cận được với nhiều người dùng hơn trong tương lai ha. Rồi, và đó là những cái thông tin cũng như là những cái góc nhìn của cá nhân mình xoay quanh cái câu chuyện bài toán
của các cái giải pháp cross-chain trong thời gian tới. Thì chắc chắn là cái câu chuyện này chúng ta sẽ có cơ hội để gặp lại nhau để trao đổi thêm nhiều cái khía cạnh hơn, vì hiện tại rõ ràng chúng ta bắt gặp rất là nhiều các cái giải pháp nó vẫn còn đang khá là dang dở ha. Và chỉ mong là khi mà chúng ta đi qua lại giữa các cái chain khác nhau thì có thể giảm thiểu được những cái rủi ro không đáng có. Và hy vọng là những cái thông tin trên đây thì nó phần nào giúp cho anh em có được một cái góc nhìn nó tổng quan hơn, và nó phần nào nó cũng sẽ chi tiết hơn về cái khía cạnh kỹ thuật và cách mà các cái sản phẩm nó vận hành, để chúng ta có thể tự tin hơn trong cái quá trình là sử dụng các cái sản phẩm để tránh những cái rủi ro không đáng có. Rồi, thì nếu như mà anh em cũng quan tâm đến những cái câu chuyện, những cái chi tiết liên quan đến kỹ thuật về cách các cái sản phẩm vận hành, thì cũng có thể tham gia vào cộng đồng FOMO Sapiens để chia sẻ cùng bọn mình. Thì ở đây là bọn mình cũng chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến cách các cái dự án họ xây dựng sản phẩm và những cái khía cạnh nó sâu dưới hạ tầng. Thì anh em quan tâm thì chúng ta có thể đồng hành cùng nhau ở trong cái group FOMO Sapiens. Thì link thì bọn mình sẽ để dưới description của cái podcast này. Rồi, cuối cùng thì không biết nói gì hơn, như thường lệ thôi, vẫn sẽ là một lời cảm ơn gửi đến anh em vì đã đồng hành và đã nghe đến tận những giây cuối cùng của DeFi Discussion lần này. Cảm ơn anh em một lần nữa, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị sẽ quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi anh em ha.